bây giờ thì chúng ta cùng với nhau đi tìm tới cái chung cư, gọi là cái tổ hợp chung cư đi, rất là to, nằm ở khu vực quận 7 nhá, phường Phú Mỹ và nằm trên đường Phạm Hữu Lầu. Đó là cái chung cư Eratao của Đức Khải. Thì tới cái chung cư này thì đường đi nó cũng khá là mệt, có nghĩa là có hai đường. Đó là các bác đi từ đường Huỳnh Tấn Phát nhá, đâm thẳng về phía Nhà Bè. Nhìn phía bên phải, lúc nào mà thấy cái đường Phạm Hữu Lầu ấy thì rẽ vào, đi thêm khoảng 1 km nữa là đến. Còn cái hướng thứ hai đó, cái hướng là đi từ quận 7 đi Nguyễn Hữu Thọ nhá, đâm thẳng về Nhà Bè. Và lúc nào mà thấy cái đường Phạm Hữu Lầu ấy thì rẽ trái, thì cứ đâm thẳng. Thì lúc nào mà thấy cái chung cư Eratao thì là đến rồi đấy. Thì bây giờ chúng ta gần đến khu Eratao rồi này. Thì chúng tôi đang chạy trên đường Phạm Hữu Lầu. Thì cái đường này nó cũng lộn xộn lắm. Nó nói chung là nhiều cái vấn đề nó phức tạp. Nhưng mà thôi, cứ nhiều bác có nhu cầu đi ở thì cứ tới mà xem thôi. Đây nó ở đây. Bên này là cũng là một cái con đường nó mở ra đây này. Đó, nhưng mà ở đây này, cái khu này tên của nó là gì? Khu dân cư kỷ nguyên Eratao. Đó, và nó nằm ở ngay trên chợ Phước Long luôn đấy. Thì cái khu này nó lớn lắm, nó nhung rất là nhiều block. Và cái chung cư này ấy thì người ta bảo là chung cư cao cấp, nhưng mà thực chất thì chung cư ở đây thì nó là theo kiểu nửa mùa, cũng là nửa bình dân, nửa cao cấp, chứ không hẳn là cao cấp đâu. Thì có rất là nhiều cái dự án bất động sản đang triển khai ở đây. Đó, thì cái khu này là nó chiếm, nó có rất nhiều block nhá. Đếm sơ sơ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái block rồi đấy. Đếm sơ sơ là nó là 8, 9 cái block gì đấy rồi. Đấy, cái khu này nó to như thế đấy. Đó, thì chung cư này là người ta định vị đấy, chính là cái chung cư cao cấp, cho nên cái giá của nó cũng gọi là khá là cao. Nhưng mà cái nhìn cái cách hoạt động, cái cách vận hành đấy thì thực sự nó không cao cấp cho lắm, được nhìn cái kiểu nó bình dân tạp nham á. Đấy, thì cái chung cư Eratao này là có rất nhiều block nhá. Thì mức giá của nó có thể dao động từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ hoặc hơn. Thì chúng tôi cũng đã từng hỏi thuê cái khu này, chỉ là hỏi chưa biết thôi. Thì mức giá thuê ấy, thì nó là dao động vào khoảng từ 5 triệu đến 8 triệu tùy cái diện tích, tùy bên trong có nội thất hay không, tùy tầng. Đó, cái khu này thì nói chung nó mới lắm. Và xây rất đẹp vì nó gần bờ sông mà. Nói chung buổi chiều cái khu này cực kỳ đẹp luôn. Nói chung nước sơn thì còn cực mới toanh nhá. Thì bây giờ chúng ta dạo một vòng quanh khu này đi. Đó, phía ngoài này là cái bờ sông này các bác. Đó, thì buổi chiều ấy là người ta dạo đây nhiều lắm, con nít nó chạy ra đây chơi nhiều lắm. Thì cái chung cư này là nó nằm cách trung tâm Phú Mỹ Hưng ấy, nó vào khoảng 6-7 cây gì đấy. Đi nó cũng không xa, nhưng mà cái đường đi nó rất là phức tạp, mệt. Nó là cái đường Phạm Hữu Lầu, nó tôi đã nói rồi, nó rất là bẩn thỉu. Với lại nó lộn xộn lắm, đường nhỏ với lại bụi bặm cực kỳ luôn. Vì có rất nhiều cái chung cư nó xây trên cái đường đấy cho nên xe cộ nó chạy vào rất là loạn xà ngầu. Còn nếu đi trên đường Huỳnh Tấn Phát ấy, lại kẹt xe. Đó. Đó, cái khu này là nó là như thế. Cái khu này nó cũng có nhiều thứ nó rất là kỳ quặc nhá. Nếu như mà các bác vào bên trong ấy, chúng tôi thì đã vào bên trong rồi. Nói chung vào bên trong thì nó không có thoáng lắm. Nó kiểu nó u tối. Thì ở chung cư này nó có thêm rất là nhiều cái tiện ích, như là bể bơi này, rồi rất nhiều thứ khác nữa. Đấy, thì nó cũng có đầy đủ. Nó cũng nằm không quá cách xa thành phố lắm. Nhưng mà đáng tiếc là nó cái đường đi vào cái khu này thì nó lại không được hợp lý, cho nên tôi cũng không thích lắm. Đấy, đây người ta đây xây chắc cái khu gì đấy, chắc là cái trường gì đây này, nhưng mà sao thấy chưa triển khai nữa. Đó, thì rất là nhiều block ở đây. Có nghĩa là mỗi cái block này á, các bác mà vào bên trong nhá, các bác mà vào bên trong là nhìn thấy có mấy cái giếng trời nó buồn cười lắm.
trong đây là giống như cái ngục tù vậy ấy. Đó, đây có cái siêu thị các bác này, với trung tâm thương mại đây. Thì nếu cái khu ở đây mà nếu mà có cái siêu thị Big C chẳng hạn ở đây nữa thì sẽ rất là tuyệt. Thì cái khu này là có xe buýt chạy vào nha các bác. Đấy, tôi không biết tuyến bao nhiêu nhưng mà nó có xe buýt đấy. Đó, một vòng cái khu này là như thế. Nói chung về xét cái thiết kế không gian thì nó cũng rất là thoáng, đẹp. Nói chung là gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng mà đường xá đi vào hơi kém thôi, còn lại thì khu này là ok. Nhìn cũng rất là an ninh đấy, bảo vệ là khắp mọi nơi. Khu tầng hầm thì nó cũng thông suốt nhá, nó thông với nhau hết, các cái tầng này nó thông với nhau hết. Đấy. Đó, cái khu này nó là như vậy. Phía phía ngoài này là bờ sông này, bờ sông ngoài này thì thiết kế là hết chê luôn đấy. Công viên này là công viên nội bộ nhưng mà làm cực kỳ đẹp. Đấy, đi dạo buổi tối ở đây này cực kỳ vui luôn, mát mẻ. Tôi đến đây vào buổi chiều rồi và thấy rằng là khu này là người ta sinh hoạt rất là văn minh. Đó, cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này nhá. Thì video này chúng tôi giới thiệu cho các bác cái khu này thôi. Nếu như các bác nào mà có cái nhu cầu để mà thuê nhà này, thuê chung cư để thuận tiện cho công việc ấy, thì cái khu này cũng là một cái lựa chọn rất là ok đấy. Về mức cái giá nó cũng bình dân, 5 đến 7, 8 triệu thì nó là thấp ở Sài Gòn rồi, chứ nó đâu cao đâu. Đấy, đây có một cái bãi đổ xe này, cái bãi dành cho xe taxi này. Đó, khu này bãi này thì tương lai người ta làm công viên hoặc cái gì ở đây thôi. Đó, hoặc là cái nơi ăn uống giải trí gì ở đây thì chưa biết nó làm cái gì, nhưng mà chắc chắn nó sẽ làm. Rồi, cảm ơn các bác nhá. Bây giờ chúng ta đi qua khu khác coi nhá. Khu đối diện cái khu này là khu Belaja hay là khu Belja gì đấy, tôi nhớ rõ tên lắm, nhưng cứ đi qua là biết. Ok.